một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh Hà Giang, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên được đánh giá là gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí lớn tiền tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của kênh tin tức người đưa tin. Tôi là Dương Linh. Hân hạnh được đồng hành với quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay và sau đây là những nội dung mới chúng tôi vừa cập nhật, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Hà Giang bị kỷ luật. Chiều ngày 11 tháng 9, Ủy ban kiểm tra Trung ương thông báo về kết quả kỳ họp thứ 47 vừa diễn ra trong hai ngày 10 đến 11 tháng 9 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện, dự án cao tốc tuyên quang Hà Giang, Gói thầu số 04 do công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thực hiện. Một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh Hà Giang, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên được đánh giá là gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật ủy ban kiểm tra trung ương khẳng định trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm khuyết điểm trên thuộc về các ông đặng quốc khánh nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hà giang nguyễn văn sơn phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà giang lương văn đoàn tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở kế hoạch và đầu tư lê minh đức bí thư đảng ủy giám đốc sở giao thông vận tài lê tiến dũng phó bí thư tri bộ quyền giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Lê Tiến Dũng, kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chi bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025 và các ông Nguyễn Văn Sơn, Lương Văn Đoàn, cơ quan kiểm tra của Đảng cũng kỷ luật khiển trách, Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải, Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025 và ông Lê Minh Đức, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025 và cá nhân ông Đảng Quốc Khánh. Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Giang được yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương, khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm được chỉ ra. Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Đảng Quốc Khánh thôi giữ chức ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, ủy viên Thường vụ Quốc hội, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Đảng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông Đảng Quốc Khánh, sinh năm 1976, tháng 7 năm 2019, ông giữ chức Bí thư tỉnh ủy Hà Giang và gần 4 năm sau, vào tháng 5 năm 2023, ông Khánh được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 26 tháng 8 vừa qua, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 đối với ông Đặng Quốc Khánh. đình chỉ giám đốc điện lực Hạ Long, điện lực Quảng Ninh nếu tinh thần ai không làm đừng sang một bên. Liên quan đến quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Đại Cường, giám đốc điện lực Hạ Long kể từ 18 giờ ngày 9 tháng 9 của công ty điện lực Quảng Ninh, PC Quảng Ninh, sáng 10 tháng 9, đại diện công ty điện lực Quảng Ninh cho biết nguyên nhân của việc ban hành quyết định trên là do ông nguyễn đại cương đã chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả sau cơn bão chưa đạt hiệu quả theo chỉ đạo yêu cầu của tổng công ty điện lực miền bắc và công ty điện lực quảng ninh từ đó làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc khôi phục cấp điện trở lại cho các khách hàng trên địa bàn thành phố hạ long để đẩy nhanh tiến độ khắc phục lưới điện trên địa bàn thành phố, cũng như thống nhất công tác chỉ đạo xuyên suốt từ công ty điện lực xuống địa phương và đến việc cấp điện cho các khách hàng có đường dây hạ thế. Công ty Điện lực Quảng Ninh cũng đã có quyết định giao ông Đặng Thành, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh, kiêm nhiệm chức Giám đốc Điện lực thành phố Hà Long, thay ông Nguyễn Đại Cương, đại diện PC Quảng Ninh cho biết. Ngay sau khi bão đi qua, mặc dù hoán lưu của bão vẫn đang gây mưa lớn trên diện rộng, nhưng các cấp chính quyền ở Quảng Ninh cùng các đơn vị tổ chức chính trị xã hội và người dân vội vã lao vào xử lý khắc phục hậu quả do bão để lại. Nhưng lại có những cán bộ là lãnh đạo phải cho đứng ra một bên, quyết định của giám đốc công ty điện lực Quảng Ninh cho thấy tinh thần quyết liệt, khẩn trương, tất cả phải đồng sức đồng lòng khắc phục hậu quả của bão lụt, đáp ứng mong chờ có điện từng giờ, từng phút của hàng triệu người dân sau khi cơn bão lịch sử đi qua trong khi từ đảng quốc hội chính phủ đang yêu cầu tất cả các cấp các ngành địa phương thủ trưởng các ngành các lĩnh vực các cơ quan công sở hay nêu cao tinh thần trách nhiệm đặc biệt là trách nhiệm của những người đứng đầu thì đây là một quyết định rất đáng hoàn ngành ai không làm thì đứng sang một bên cho người khác làm là thông điệp thép nhiều lần được đồng chí lãnh đạo cao nhất của đảng nhà nước đã truyền đi với một quyết tâm mạnh mẽ tuyên chiến với thái độ làm việc bàng quan vô cảm né tránh đùn đầy, vô trách nhiệm trong thực thi công vụ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng với Thủ trưởng các bộ ngành đã trực tiếp về Quảng Ninh ngày sau bão để thị sát và kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và động viên thăm hỏi nhân dân bị ảnh hưởng sau bão. Cùng với các bộ ngành khác, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành nhiều công điện, văn bản trực tiếp xuống địa phương, đơn vị bị ảnh hưởng sau bão số 3 để chỉ đạo công tác đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, đảm bảo an toàn hồ đập và các công trình thủy điện, khắc phục nhanh sự cố lưới điện do bão để kịp thời cấp điện trở lại cho người dân và phục vụ sản xuất kinh doanh. Vậy mà hiện tượng cán bộ lãnh đạo có trách nhiệm khắc phục lưới điện sau bão số 3 và các công tác sản xuất kinh doanh của Điện lực Hạ Long lại bàng quan, không chỉ đạo sát sao, không bám sát nhiệm vụ được sao, dẫn đến ảnh hưởng về tiến độ khắc phục, ảnh hưởng tới uy tín của cán bộ, làm chậm tiến độ sửa chữa lưới điện sau cơn bão số 3, thì quả là không thể chấp nhận được. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho những ai đang giữ cường vị lãnh đạo và cho những cán bộ trong thực thi nhiệm vụ được sao. Phan Thiết Ai bảo kê cho quần thể du lịch xây trái phép tại dốc Hoàng Hôn? Ngày 11 tháng 9, liên quan đến việc để doanh nghiệp lấn chiếm gần 5.000 m2 đất nhà nước, xây dựng trái phép quán cà phê dốc Hoàng Hôn ở phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết kiểm điểm trách nhiệm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết khẩn trương tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng chiếm đất chưa sử dụng do nhà nước quản lý và xây dựng trái phép theo đúng quy định pháp luật. Xử lý nghiêm trách nhiệm của chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và các cá nhân, tổ chức có liên quan thuộc phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết và các cơ quan, đơn vị có liên quan của thành phố để xảy ra tình trạng nêu trên. Kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 16 tháng 9 năm 2024. Điều khá kỳ lạ là nguyên cả khu đất do nhà nước quản lý nằm sát con đường vành đai núi cố ven biển tuyệt đẹp. Từ đầu năm 2023 bị công khai chiếm dụng xây dựng một quán cà phê với nhiều khu nhà gỗ đơn lập, bãi đậu xe, bờ kè và làm cả con lộ nối vào đường ven biển. Thậm chí địa điểm này mỗi ngày có đến hàng trăm thậm chí hàng ngàn du khách đến check-in nơi được gọi là dốc hoàng hôn rồi được quảng cáo, chia sẻ rầm rộ trên các mạng xã hội nhưng chính quyền địa phương gần như không biết. Mãi đến tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết mới ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chiếm đất do nhà nước quản lý. Quyết định phạt tiền ông Nguyễn Nam Phong, chủ đầu tư công trình trái phép trên 20 triệu đồng. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính với số tiền hơn 63 triệu đồng. Buộc ông Phong phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 20 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế. Tuy nhiên, đó chỉ là nội dung trong quyết định xử phạt còn công trình này suốt hơn một năm qua không bị xử lý mà chủ đầu tư còn ngang nhiên xây dựng hoành tráng hơn khi xây thêm nhiều bungalow, biệt thự đơn lập, nhà hàng, biến nơi lấn chiếm đất của nhà nước thành một quần thể du lịch khép kín hoành tráng. Được biết, đứng đằng sau ông Phong là một đại gia khá tên tuổi ở Bình Thuận có mối quan hệ xã hội rất lớn. Xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi hai nhiệm kỳ. Trong các ngày 10 và 11 tháng 9 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 47 dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi các nhiệm kỳ 2010 đến 2015, 2015 đến 2020, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2011 đến 2016, 2016 đến 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Đại ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện một số dự án gói thầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện nhiều cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng nguy cơ thất thoát lãng phí lớn tiền tài sản của nhà nước gây dư luận xấu làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về các ông lê viết chữ nguyên ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đặng văn minh và cao khoa nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã khai trừ ra khỏi đảng ông trần ngọc căng nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ năm 2011 đến 2016, Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ năm 2010 đến 2015 và ông Trần Ngọc Căng, kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 đến 2021 đảng ủy ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp tỉnh quảng ngãi nhiệm kỳ 2015 đến 2020. Ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy quảng ngãi các nhiệm kỳ 2010 đến 2015, 2015 đến 2020. Ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy quảng ngãi lãnh đạo chỉ đạo kiểm điểm xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm được chỉ ra. Ủy ban kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra xem xét, xử lý các tổ chức đảng và cá nhân có liên quan. Bà Rịa Vũng Tàu, một cán bộ văn phòng nhận 43 tỷ đồng để môi giới hối lộ. Ngày 11 tháng 9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Tú, sinh năm 1977, về tội môi giới hối lộ. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Nguyễn Quang Tú là cán bộ thuộc Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa. Tú đã có hành vi nhận của Nguyễn Đại Nguyên số tiền 43 tỷ đồng để trì cho những người có trách nhiệm, quyền hạn nhằm làm nhanh các hồ sơ khai thác cát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, hợp lý hóa thủ tục đất đai để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo hướng dẫn có lợi cho đối tượng này. Được biết, Nguyễn Quang Tú là người liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, đưa hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do bị can Nguyễn Văn Thanh, 41 tuổi thực hiện. Ở một diễn biến khác ngày 23 tháng 8 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có văn bản đề nghị một ngân hàng chi nhánh Bà Rịa cung cấp sao kê tài khoản của 6 hai người nhằm phục vụ cho công tác điều tra trong vụ án này. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.